Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình mới về mẫu Oppo A93 5G nhé mọi người nhé, A93s. Cái loại này thì nó sẽ có 3 camera và một cái đèn flash. Cái này thì mình sẽ quay nhanh cho mọi người xem thôi. Nếu video chi tiết thì chắc là phải đợi mấy tháng nữa nha mọi người, tại mình chưa có đủ thời gian. Cái này thì màn hình của nó rộng nha mọi người nha. Mọi người muốn rộng bao nhiêu thì mọi người vào phần CPU Z. Biết đến Alophone thì mọi người phải tải phần mềm CPU Z để kiểm tra những loại máy nhé. RAM 4GB, bộ trong là 64GB và 128GB. Màn hình của nó rộng là 6,52 inch, và màn hình của nó hiển thị là 1600 pixel, là cao nhất rồi nha mọi người nhé. Mình không hiểu sao con này nó lại cao như thế. Ở đây thì có chế độ zoom 5x nhé mọi người. Đây, zoom 5x nó cũng khá là được thôi nha mọi người nha. Nếu mà để xuất sắc thì chưa phải. Con này thì có cái chế độ chân dung này, có chế độ slow motion. Ở đây thì có cả camera trước, nó có chế độ làm đẹp đấy nha mọi người nhé. Đây, nó có ngay chế độ làm đẹp đây này. Đó. Mọi người muốn dùng thì mọi người dùng, còn không thì mọi người tắt đi. Con này sử dụng thì loa to nhé mọi người. Màn hình thì nét nhé mọi người. Trời ơi. Rồi đó, thì nếu mà mọi người những quan tâm những cái dòng máy như thế này thì mọi người cứ liên hệ bên mình. Đây là chỉ video nhanh thôi, còn này chơi game thì ok nhé mọi người nhé. Tốt, không có bị lag, vì con này cũng rất là cao, giá gần 2 triệu rồi. Rồi xin chào lại video tiếp theo nhé. Nó có hai màu ta lựa chọn, đó là phiên bản màu đen và phiên bản màu xám và phiên bản màu trắng nhé. Nhìn màu xám là nó sang trọng hơn màu đen đấy mọi người. Một đứa nào cũng đen thùi lùi, con này nó là màu xám xám trắng, nhìn cũng khá là thích mắt. Rồi, xin chào lại video tiếp theo.